Chào mừng các em đến với chương trình học trực tuyến trên kênh YouTube của trường Trung học cơ sở Chu Văn An nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học trên kênh YouTube của tuần 6. Và nội dung bài học của tuần 6 là bài 23 Kinh tế văn hóa thế kỷ 16-18. Trước khi bắt đầu vào bài 23, chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút về kiến thức của bài 22 đã học ở tuần 5. Nêu hậu quả của cuộc chiến tranh phong kiến Trịnh Nguyễn đối với đất nước. Và với kiến thức bài học của bài 22 thì chúng ta thấy hậu quả từ cuộc chiến tranh phong kiến Trịnh Nguyễn đó là đất nước đã bị chia cắt thành đàng ngoài và đàng trong, và hậu quả của nó là gây đau thương cho dân tộc và tổn hại nặng nề đến sự phát triển chung của đất nước. Và với sự ảnh hưởng đất nước bị chia cắt như vậy thì kinh tế cũng như văn hóa của nước ta trong thời kỳ này sẽ như thế nào? Đó chính là nội dung của bài 23. Chúng ta sẽ học hôm nay. Chúng ta đến với bài 23, Kinh tế văn hóa thế kỷ 16-18. Với bài 23, chúng ta cũng có hai nội dung, gồm phần 1 La Mã là kinh tế và phần 2 La Mã là văn hóa. Thì trong tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung của phần 1 La Mã là về kinh tế nhé. Thời phong kiến, nước ta có những ngành kinh tế nào và ngành kinh tế nào là quan trọng nhất? Thì trong chương trình lịch sử môn lớp 7 chúng ta đã học có rất nhiều bài về kinh tế và văn hóa của nước ta qua các triều đại. Thì chúng ta nhận thấy rằng là ở thời phong kiến thì nước ta có những ngành kinh tế đó là nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, và ngành kinh tế quan trọng nhất đó chính là nông nghiệp. Dân số nước ta lúc bấy giờ đa số là nông dân, và cái ngành kinh tế quyết định sự phát triển hay là sa sút của nước ta lúc bấy giờ chính là sự thịnh vượng hay là sa sút của nông nghiệp. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về nền nông nghiệp của nước ta lúc này. Như chúng ta đã học là lúc này, sau cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn, đất nước đã bị chia cắt với ranh giới là sông Danh thuộc tỉnh Quảng Bình. Từ sông Danh trở ra phía Bắc gọi là Đàng Ngoài, là khu vực cai trị của chính quyền vua Lê Phú Trịnh. Từ sông Danh trở vào Nam gọi là Đàng Trong, là khu vực cai trị của chính quyền chúa Nguyễn. Và bây giờ khi xem xét về tình hình kinh tế của nước ta, chúng ta cũng sẽ xem xét ở cả hai vùng là Đàng Ngoài và Đàng Trong. Chúng ta bắt đầu tìm biểu hiện về nền kinh tế nông nghiệp ở Đàng Ngoài cũng như ở Đàng Trong. Lúc này nông nghiệp ở Đàng Ngoài, ruộng đất công bị thu hẹp, trong khi ở Đàng Trong thì chính quyền Đàng Trong đã cho tổ chức khai hoang, khai phá những vùng đất hoang hóa để mà có thêm diện tích đất trồng trọt. Chính vì vậy số ruộng đất tăng lên rất đáng kể. Ở Đàng Ngoài thường xuyên xảy ra mất mùa, đói kém. Ở Đàng Trong thì do sự quan tâm của chính quyền chúa Nguyễn, năng suất lúa tăng rất cao. Ở Đàng Ngoài, nông dân bỏ làng đi phiêu bạt. Ở Đàng Trong thì chúng ta thấy vùng đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ đã được mở rộng thêm diện tích đất, có thêm nhiều thôn xã mới. Và năm 1698, được sự giao phó của chúa Nguyễn Phúc Chu, thần hầu Nguyễn Hữu Cảnh đã vào phía Nam chinh lý và đặt ra phủ Gia Định. Phủ Gia Định gồm có hai dinh, đó là dinh Trấn Biên và dinh Tiên Trấn. Thì chúng ta tìm hiểu thêm phủ Gia Định xưa là sẽ gồm những địa danh nào ngày nay. Phủ Gia Định xưa gồm có hai dinh, đó là dinh Trấn Biên và dinh Tiên Trấn.
Dinh Trấn Biên sẽ gồm Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, và dinh Tân Trấn gồm thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh ngày nay, và Phủ Gia Định được thành lập năm 1698. Nguyên nhân dẫn đến tình hình nông nghiệp ở đàng ngoài và đàng trong mà có sự khác biệt nhau như vậy chính là bắt đầu từ cái lý do gì chúng ta sẽ tìm hiểu. Ở đàng ngoài, chính quyền vua Lê Chí Trịnh ít quan tâm đến kinh tế nông nghiệp. Ở đàng trong thì các chúa Nguyễn ra sức khai thác và xây dựng cơ sở. Nhắc lại cái nguyên nhân này, chúng ta thấy là ngay từ khi mà Nguyễn Hoàng sinh vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, Quảng Nam với mong muốn biến nơi này thành một cơ sở vững chắc để có thể đủ sức mạnh quay ra phản công lại Trịnh Kiển, thì ngay từ thời Nguyễn Hoàng là đã cho khai thác cái vùng này để xây dựng nó thành một hậu phương vững chắc. Và sau đó thì các chúa Nguyễn cũng vậy, ra sức khai thác và xây dựng cơ sở vùng đất đàng trong này. Ở đàng ngoài, chịu ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh phong kiến, chúng ta thấy là cuộc chiến tranh phong kiến Nam Bắc Triều, cuộc chiến tranh phong kiến Trịnh Nguyễn đều là diễn ra ở đàng ngoài. Khắp một vùng Thanh Nghệ trở ra Bắc, đâu đâu cũng là chiến trường, gây bao đau thương, tổn thất nặng nề cho nhân dân. Trong khi đó ở đàng trong thì vùng đất này không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh. Về điều kiện tự nhiên thì ở đàng ngoài điều kiện tự nhiên không thuận lợi, thường xuyên phải gánh chịu những thiên tai, lũ lụt, mất mùa, đói kém. Trong khi ở đàng trong thì chúng ta thấy mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, phù sa bồi đắp nên điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển của nông nghiệp hơn. Như vậy, từ các biểu hiện và nguyên nhân trên, chúng ta có thể rút ra nhận xét về nông nghiệp ở đàng ngoài cũng như nông nghiệp ở đàng trong. Đó là nông nghiệp ở đàng ngoài thì bị phá hoại nghiêm trọng, trong khi nông nghiệp ở đàng trong thì nền nông nghiệp phát triển rõ rệt. Và chúng ta vừa tìm hiểu xong về tình hình nông nghiệp ở đàng ngoài cũng như đàng trong. Tôi mời các em ghi bài. Chúng ta sẽ ghi bài theo cái khung mà cô đã kể và có nội dung như trên màn hình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nội dung tiếp theo nhé. Phần 2 của kinh tế, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán. Trong phần 2 này, mình sẽ chia thành hai ý nhỏ. Một là nói về sự phát triển của nghề thủ công, và hai là mình sẽ nói về hoạt động buôn bán, tức là thương nghiệp của nước ta trong thời gian này. Về thủ công nghiệp thì vì sao mà mình lại nói thủ công nghiệp nước ta ở thế kỷ 17, 18 phát triển? Là bởi vì lúc này xuất hiện thêm nhiều làng thủ công dệt vải lụa, làm gốm, rèn sắt, đúc đồng, dệt chiếu, làm giấy, khắc bản in, và mình có nhiều làng thủ công nổi tiếng. Chúng ta xem một số hình ảnh minh họa cho các nghề thủ công của nước ta trong thời kỳ này nhé. Đây là nghề dệt vải lụa. Các em thấy là những người thợ thủ công họ đã dùng những cái khung dệt ha, để mà dệt nên những cái sản phẩm là những tấm vải lụa, và đây là nghề làm gốm. Đây là sản phẩm gốm Bát Tràng,
Gốm Bát Tràng tức là sản phẩm gốm của làng thủ công nổi tiếng với nghề làm gốm, đó là làng Bát Tràng, Hà Nội. Và chúng ta thấy sản phẩm gốm của làng thủ công gốm Bát Tràng rất đẹp và chất lượng, là gốm tráng men và được trang trí các họa tiết hoa văn đẹp mắt. Đây là nghề đúc đồng. Em có thể nhận thấy dễ dàng là những người thợ thủ công họ nung chảy chất liệu đồng và họ sẽ đổ cái chất lỏng đồng đó vào trong những cái khuôn có sẵn để tạo nên hình dáng của các sản phẩm được làm từ đồng. Ví dụ như là tượng Phật, đây là tượng Phật bằng đồng. Và đây là nghề rèn sắt. Và đây là những người thợ thủ công họ đang thực hiện cái nghề thủ công của mình là nghề rèn sắt. Các em thấy trên màn hình đó là những cái ống thổi lửa cho lò rèn để tạo ra một cái nhiệt độ rất là lớn và từ đó họ rèn nên những cái sản phẩm từ chất liệu là sắt. Nghề dệt chiếu, nghề làm giấy. Và lúc này với sự phát triển của các nghề thủ công thì cũng xuất hiện các làng thủ công nổi tiếng với những cái sản phẩm của mình. Chúng ta có thể kể tên một số làng thủ công nổi tiếng lúc bấy giờ như là làng gốm thì có làng Thổ Hà ở Bắc Giang, làng Bát Tràng ở Hà Nội, nghề rèn sắt thì có làng Nho Lâm ở Nghệ An, Hiền Lương và Phú Bài ở Thừa Thiên Huế và các làng làm đường mía ở Quảng Nam. Và chúng ta biết đặc sản của Quảng Nam thường là những sản phẩm được làm từ đường mía như là kẹo gương, mạch nha, đường phèn, đường phổi, vân vân. Và mời các em ghi bàn về sự phát triển của nghề thủ công. Thêm nhiều làng thủ công dệt vải lụa, làm gốm, rèn sắt, đúc đồng, dệt chiếu, làm giấy, khắc bản in. Nhiều làng thủ công nổi tiếng như gốm, có làng Thổ Hà, Bắc Giang, Bát Tràng, Hà Nội. Rèn sắt, có Nho Lâm, Nghệ An, Hiền Lương và Phú Bài ở Thừa Thiên Huế và các làng làm đường mía ở Quảng Nam. Và mời các em ghi nội dung bài học bài tập của mình. Chúng ta tiếp tục đến cái nội dung tiếp theo, đó là hoạt động buôn bán nhé. Hoạt động buôn bán đã được mở rộng như thế nào trong cái thời gian này? Tuy đất nước bị chia cắt thành đàn trong và đàn ngoài, nhưng vùng đồng bằng và ven biển đều có chợ và phố xá, xuất hiện thêm một số đô thị trong thời kỳ này. Và các em xem một số hình ảnh minh họa, đây là phố cổ Hà Nội, một trong những trung tâm thương mại lớn của nước ta. Đây là phố Hiến của Hưng Yên. Mà lúc bấy giờ có câu là nhất kinh kỳ, nhì phố Hiến để nói về sự phát triển của các trung tâm, các đô thị lúc bấy giờ ở đàng ngoài. Đây là phố cổ Hội An, một trong những đô thị lớn của đàng trong. Cầu chùa Hội An. Phố cổ Hội An.
Gia đình xưa, gia đình là một trong những trung tâm, một kinh kỳ lớn bậc nhất ở đàn trong lúc bấy giờ. Nên các em thấy gia đình xưa là một trong những đô thị lớn ở đàn trong. Mà các em ghi bài của nội dung thứ hai là buôn bán được mở rộng. Vùng đồng bằng và ven biển đều có chợ, phố xá. Xuất hiện thêm một số đô thị. Ở đàng ngoài là Thăng Long, Hà Nội, Phố Hiến, Hưng Yên. Và đô thị ở đàng trong thì có Thanh Hà, ở Thừa Thiên Huế, Hội An, ở Quảng Nam và Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự phát triển của các đô thị chỉ phát triển đến nửa sau thế kỷ thứ 18. Nửa sau thế kỷ thứ 18 thì các thành thị suy tàn dần, bởi vì cả vua Lê Chúa Trình ở đàng ngoài cũng như Chúa Nguyễn ở đàng trong đều hạn chế sự buôn bán với các thương nhân ở nước ngoài đến buôn bán ở nước ta. Do có một số giáo sĩ đến truyền bá đạo, nhưng đồng thời cũng là trà trộn, trong đó là những giáo sĩ đội lốt gián điệp hoạt động do thám tìm hiểu về tình hình nước ta để chuẩn bị cho âm mưu xâm lược. Chính vì vậy cho nên là các chúa ở đàng ngoài cũng như ở đàng trong hạn chế buôn bán với thương nhân nước ngoài, dẫn đến sự suy tàn của các thành thị từ nửa sau thế kỷ thứ 18. Mời các em đi bàn. Sau khi ghi xong bài thì chúng ta có thể củng cố lại bài học phần 1 của bài 23 này với hai câu hỏi. Thứ nhất, đó là tình hình nông nghiệp ở đàng ngoài và đàng trong khác nhau như thế nào? Rồi, ở nội dung thứ hai thì các em có thể trả lời câu hỏi vì sao nói thủ công nghiệp phát triển và hoạt động buôn bán được mở rộng, để chúng ta nắm vững kiến thức của phần 1 La Mã bài 23 Kinh tế văn hóa nước ta thế kỷ thứ 16, 18 nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ mau sớm được trở lại trường để lớp học được trở lại bình thường, và mong các em sẽ thực hiện đúng các nguyên tắc để phòng chống dịch, an toàn và sức khỏe là trên hết các em nhé. Xin chào tạm biệt.